thấy nhiều người mua quá, thế là thành ra mình lại phát sinh nhu cầu mua. Thì đố các bạn biết đây là cái gì? Đây là cơm cháy nhà mõ diet mọi người ơi. Mình chỉ dám mua đúng một gói thôi, bởi vì mình sợ là mình bon mồm, mình ăn nhiều, mình béo mọi người. Có một gói massage mà gói khiếp thế này nhở, rất là dày dặn nha. Cái này là mình mua ở trên clip của chị ấy. Wow, vãi, cơm cháy to thế. Bảo sao là tận 145 cành. Thế này thì cũng đáng nhở. Nhìn cái ruốc này, nhiều phết. Nó có mấy lớp đận cơ. Để bây giờ bóc ra ăn thử nhé. Cái gói này mình mua là cơm nếp nha mọi người ơi. Mình thấy hơn 30.000 lượt bán. Tại sao mà mình không mua cơm lứt? Bởi vì nói thật nhá, là cơm lứt hay là cơm nếp này thì cái chỉ số calo của cái cơm nó cũng không khác nhau mấy đâu. Với cả đằng nào thì người ta cũng chiên lên mà hút chân không rất là chắc. Như thế này thì nó mới không bị vỡ cơm được ấy. Nên mà cái này bóc khó thật sự nha. Wow, được 4 miếng nha. Đây, mọi người nhìn cái sự ruốc của quả cơm cháy đi quá là khiếp không? Thơm nha, để ăn thử. Đây nhá, quay cận cảnh cho mọi người xem. Nó có 3 lớp này và lớp ruốc rất là nhiều luôn. Đấy, ui, lớp nào cũng có ruốc, phải trưởng. Lớp dưới đây cũng có đúng không? 3 lớp nào cũng có ruốc luôn. Nhìn như thể bài. Rồi ăn nhé. Mà với mình ấy, cái ruốc nó hơi ngọt một chút. Mình thích cái ruốc nó kiểu bớt ngọt hơn thì mình sẽ cảm thấy nó heo thì hơn một tí mà thôi. Ok, ăn cái này thì làm sao mình heo thì được nữa đúng không? Thôi nốt hôm nay nhé. Mình sẽ chọn một loại đường không calo để cho nó đỡ tội lỗi mọi người. Thank you.